Hôm nay mẹ nhà quê đi đâu ấy nhỉ? Lại có cái giỏ đấy, chắc lại đây đi kiếm trác cái gì đây nhỉ? Các bạn theo dõi nhá, để xem mẹ nhà quê hôm nay đi đâu mà đeo giỏ nhá. Hôm nay đi bộ này, bao giờ chỉ đến nơi rồi. Chắc này lại có hội hôi hám gì đây. Đánh ca. Vườn mẹ nhà quê dạo này bắt đầu có bưởi các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không? Những cây bưởi là tà nhưng mà rất nhiều quả nhé các bạn nhé. Đấy, bé này thì bình thường quả là tốt rồi. Đấy, cây bưởi da xanh này, các bạn. Đấy, có mấy quả này. Mẹ nhà quê giờ đã về đến nhà các bạn ạ. Để xem đây mẹ nhà quê kiếm được gì các bạn nhá. Nào bà xem có gì mà nặng thế, chịu mồng thế. Wow, rổ cá to quá. Ai chà, nhiều cá các bạn ạ. Để xem loại cá gì nhá. Toàn cá sống nha các bạn ạ. Rất nhiều, chỗ này phải đến 3 cân đấy nhỉ. Hơn 3 cân, toàn con sống đẹp. Hôm nay mẹ nhà quê chế biến món ăn gì nhỉ? Cá này, cá giếc này thì rất là bổ các bạn. Thế này nấu cháo hay làm gì? Mà khi đi kiếm về nướng cái này nấu cháo nhỉ? Hay đi chợ bán bà mẹ nhà quê. năm sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba, mười ba con. Bên này còn mấy con ạ? 45, 16, 17 con. Về quê làm chế biến kiểu gì các bạn nha. Vườn rau lại có vườn hoa kèm theo các bạn. Đây là rau cần. Rau cần. Mẹ nhà quê. Rau cần này nấu riếc à? Cá nhiều này chắc là phải chế biến nhiều món chứ nguyên món nấu cháo thì chắc là cũng chỉ một vài con đấy nhỉ.